giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi, ok, chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người con Honda Rebel 300. Xe này đăng ký 2019 biển Sài Gòn nha. Con này biển Sài Gòn, giá bán là 89 triệu 800 ngàn thôi, quá rẻ luôn. Con xe màu đỏ đen, cực đẹp luôn nha. Dàn bình xăng này em mới lột cao trong nè, nhìn keng xe ben luôn. Đó, mọi thứ là còn hoạt động hoàn hảo. Có lên một số đồ chơi là cái gì ta, bô móc nhẹ với lại miếng yếm này kia nè. Đó, cực đẹp luôn nha mọi người. Hai kiến thì này kia là ok hết. Máy dạ anh có vô xem đây không sao đâu. Máy móc là nguyên zin nha mọi người. Màu đỏ Honda cực đẹp luôn. Giá 89 triệu 800 ngàn, anh em nào có nhu cầu đổi xe thì cứ alo em. Để bây giờ em review chi tiết. Anh em nào xe này 1,5 m ngồi cũng bình thường nha. Ngồi ok. Ngầu nữa, giá rẻ. Đó, tiết kiệm xăng. Rồi. Rồi ok, bây giờ để em review chi tiết cho mọi người nha. Đây. Chóa đèn là nguyên zin màu bạc của nó nè. Nha, vẫn màu sơn zin, xi nhan zin luôn. Phuộc là không có xì dầu này kia đâu nha mọi người. Phuộc là nguyên zin không có xì dầu đâu. Đó. Chủ xe có lên miếng dán chắn bùn này nè. Miếng dán chắn bùn sâu. Rồi cái mắt mèo. Mắt mèo này để anh em nào mà sang đường này kia người ta dọi vô thì người ta sẽ để ý hơn. Đó, để giày cua nha mọi người. Để giày sát chân nè, dòng ABS này kia nè. Đó, vỏ còn dày luôn. Ốc tán sát chân à. Đó, thấy không? Ốc tán sát chân à. Đó, size lớn. Là bảy trước là đun lốp là như 130 vậy. Đúng rồi. 130 90 nè. Size 130 90. Trước là mọi thứ còn đẹp hoàn hảo nha, màu đỏ đen. Lên được thêm cái miếng ốp này nè. Rồi, miếng ốp che máy á. Như miếng này miếng Thái nha mọi người. Ốp Thái á. Đó, quá trời đẹp luôn, cục máy bô bọng này kia là còn đẹp. Đen keng nha mọi người. Mọi người thấy xe đẹp không? Đó. Nhìn chảy nước miếng nha. Honda Rebel 300. Nhìn đẹp quá trời luôn. Chân bộ bằng này kia là mọi thứ là còn ok hết. Đó, nước sơn zin nè mọi người. Sơn zin nha, em mới lột keo trong đó. Sơn zin Honda nè. Xong bóng láo luôn.
lên miếng giá bình xăng của H2C đó, H2C chính hãng nè, H2C chính hãng. Không, vô bọng này kia là mọi thứ đã còn ok nè. Đó, hồ keo này kia còn đẹp, đang che hết để sau nè. Đó, à có lên tựa lưng nè mọi người ơi, lên tựa lưng của Honda nè. Tựa lưng không biết chính hãng hay không mà thấy có logo Honda nữa nè. Chính hãng, chính hãng cái gì á, biển số Sài Gòn nha, biển số Sài Gòn đăng ký 2019. Đó, có tựa lưng nè, như tựa lưng này chính hãng cái gì á, chắc chủ xe mua hãng. Anh thấy logo nè, thường ít ai mà dám làm cái logo đó lắm. Đó, quá trời đẹp luôn. Tựa lưng nào cho anh em nè, anh em nào 4 thùng nữa thì mình làm cái khúc này nè, khúc này nối ra thì đựng đồ ở sau này nè. Đó, là chủ xe không có đi tour, không đi đâu nên là làm như vậy. Đó, dòng xe RK 8 sáng chân rồi, phải không? 8 này kia là sáng chân rồi. Đó, biển Sài Gòn nha mọi người, biển Sài Gòn đăng ký 2019 màu đỏ đen, Honda Rebel 300, giá là 89.800.000. Đăng ký 2019, quá trời đẹp luôn, ốp lưới nè, đây chị ở đây, rồi, bắt sinh bao tay kiến này kia là còn nguyên đầy đủ hết. Đó, chủ xe có lên công tắc đèn đó nha mọi người, tắc đèn này chủ xe gắn thêm, tại xe nhập thì không có công tắc đèn. À, quá trời đẹp luôn, tem Thái Lan nè. Rồi để em đề máy thử cho mọi người nghe tiếng nha. Khi đông cụm này kia là ken xe bé hết nè. À, rồi. Đó, quá êm luôn. À, bô này có mọc nhẹ nha mọi người. Đó, anh em nào về đó thấy đi bô độ. Đó, có bô gì đâu, bô gì thì em hãy chờ. Bô này mọc nhẹ thôi. Xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi. Thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là khúc Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, tiệm mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt. Đó, à em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người, thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có 3 hình thức trả góp nè, trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu.
Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người. Gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết. Nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn với người này người kia. Thì mình cứ gọi đi có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.